Căng thẳng không ngừng leo thang ở Trung Đông trong diễn biến mới nhất trưa chiều ngày 25 tháng 10. Israel tiến hành chiến tranh toàn diện chống Lebanon, Syria và Iran. Hezbollah tuyên bố bắn cháy xe tăng Israel ở biên giới Lebanon. Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas làm việc trong cơ quan Liên Hợp Quốc. Hamas tiết lộ bước đi tiếp theo sau khi thủ lĩnh bị hạ sát. Bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo về kế hoạch tấn công Iran. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Israel tiến hành chiến tranh toàn diện chống Lebanon, Syria và Iran. Kính thưa quý vị, Israel đã leo thang căng thẳng với Lebanon, Syria và Iran sau khi Hezbollah cố gắng ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Vụ ám sát thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu diễn ra vào ngày 19 tháng 10. Ba máy bay không người lái tự sát được phóng từ Lebanon nhắm vào Caesarea, nơi có dinh thự riêng của ông Netanyahu. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết hai trong số các UAV đã bị chặn, nhưng máy bay thứ ba đã đánh trúng một tòa nhà ở thị trấn ven biển, nằm cách thành phố Tel Aviv khoảng 40 km về phía bắc. Sau đó, văn phòng thủ tướng Israel xác nhận rằng dinh thự riêng của ông Netanyahu ở Caesarea đã bị tấn công. Tuy nhiên, văn phòng này cho biết thủ tướng và vợ ông Sarah không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công bằng UAV và không có thương vong trong vụ tấn công. Sau vụ việc, thủ tướng Netanyahu phát biểu trong một tuyên bố sau đó rằng các điệp viên Iran đã cố ám sát tôi và vợ tôi hôm nay đã phạm phải một sai lầm cay đắng. Tuyên bố này được coi là lời cáo buộc trực tiếp nhắm vào Iran. Đáp lại cáo buộc này, Phái bộ Thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã ra tuyên bố rằng họ đã phản hồi lại chính quyền Israel và hành động đang được đề cập đã được Hezbollah ở Lebanon thực hiện. Để đáp trả vụ ám sát, IDF đã tăng cường các cuộc tấn công vào Lebanon. Trong đêm 20 và 21 tháng 10, họ đã tấn công các chi nhánh của Anwar al-Hassan có liên hệ với Hezbollah và các tổ chức tài chính khác của nhóm này. Có ít nhất 11 vụ tấn công được báo cáo ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nhiều vụ hơn ở miền nam Lebanon và vùng thung lũng Bewa ở đông bắc. Cũng vào ngày 21 tháng 10, IDF đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công nhằm vào khu phố Al-Majr được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Damascus của Syria. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết cuộc tấn công nhằm vào người đứng đầu bộ phận tài chính của Hezbollah chịu trách nhiệm chuyển tiền từ Iran cho nhóm này. Tướng Hagari không nêu tên viên chức Hezbollah bị cáo buộc, nhưng cho biết ông này chỉ mới giữ chức vụ này được vài tuần kể từ khi người tiền nhiệm của ông bị giết. Vào ngày 22 tháng 10, Hezbollah chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV vào nơi ở riêng của ông Netanyahu. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hezbollah, Mohammed Afis, cho biết nếu nhà lãnh đạo Israel không bị thương trong cuộc tấn công trước đó, thì những ngày đêm sắp tới và chiến trường sẽ nằm giữa chúng ta. Ông Afis dường như ám chỉ rằng Hezbollah có thể thực hiện những nỗ lực tương tự trong tương lai. Bất chấp thông báo của Hezbollah, truyền thông Hebrew đưa tin rằng Israel đang cân nhắc tấn công nhà của các quan chức cấp cao Iran như một phần trong kế hoạch tấn công Iran nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10. Nhìn chung, Israel dường như coi vụ ám sát này là cơ hội để leo thang hơn nữa chống lại Iran và các đồng minh của nước này ở Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực này dường như khó tránh khỏi. Hezbollah tuyên bố bắn cháy xe tăng Israel ở biên giới Lebanon. Hezbollah thông báo phá hủy hai xe tăng Israel trong các trận đụng độ ở một ngôi làng biên giới Lebanon. Nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon hôm nay cho biết các thành viên của chúng tôi đã giao tranh dữ dội với binh sĩ Israel ở làng Aita Ensab gần biên giới lúc 12 giờ. Khi đối phương điều một xe tăng Merkava đến tiếp viện, các tay súng đã sử dụng vũ khí thích hợp để tấn công, khiến nó cháy rụi. Hezbollah trước đó tuyên bố phá hủy một xe tăng Merkava tại cùng khu vực trong trận đụng độ lúc bình minh. Nhóm vũ trang Lebanon chưa công bố hình ảnh về trận đánh này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF chưa bình luận về thông tin, nhưng thông báo binh sĩ tác chiến ở miền nam Lebanon đã phát hiện một kho vũ khí dưới hầm ngầm của Hezbollah. Hầm ngầm còn có giường, tủ đồ, thực phẩm cùng nhiều thiết bị.
Theo IDF, địa điểm này được đặc nhiệm tinh nhuệ Raswan của Hezbollah sử dụng để làm bàn đạp tấn công Israel. Hezbollah bắt đầu phóng rocket, tên lửa và máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ Israel sau khi chiến sự tại dải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang Lebanon tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah, và mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Lebanon. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo, phóng rocket, tên lửa vào miền bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới. Lực lượng Hezbollah đã hai lần tuyên bố phóng tên lửa chống tăng dẫn đường, bắn cháy ít nhất 5 xe tăng chủ lực Merkava của Israel trong vòng một tháng qua. Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas làm việc trong cơ quan Liên Hợp Quốc. Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas làm việc trong cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine và từng tham gia cuộc tấn công tháng 10 năm 2023. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 24 tháng 10 thông báo đã hạ Mohammed Abu Aitwi, một chỉ huy của nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza, trong chiến dịch phối hợp với cơ quan an ninh Israel. IDF cho biết Aitwi làm việc cho cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine từ tháng 7 năm 2022, từng tham gia chiến dịch tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10 năm 2023. Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine xác nhận Aitwi là nhân viên tổ chức và đã thiệt mạng hôm 23 tháng 10, nhưng không đề cập cáo buộc người này là chỉ huy Hamas. Quan chức Al-Awad thêm rằng Aitwi có trong danh sách 100 người của cơ quan này bị Israel nghi là thành viên các nhóm vũ trang ở dải Gaza. Danh sách được Tel Aviv gửi đến cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine hồi tháng 7. Julisti Thoma, quan chức phụ trách truyền thông của Anawa, cho hay Ủy viên Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine đã hồi đáp ngay lập tức, nhấn mạnh sẽ xem xét nghiêm túc các cáo buộc. Ông kêu gọi Israel hợp tác bằng cách cung cấp thêm thông tin, nhưng chúng tôi chưa nhận phản hồi nào. Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine được thành lập năm 1949 sau cuộc chiến Ả Rập-Israel lần thứ nhất, nhằm hỗ trợ giáo dục, y tế và viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người Palestine ở dải Gaza, bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. Cơ quan này hiện có khoảng 30.000 nhân viên. Quan hệ giữa Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine và Israel vốn căng thẳng từ lâu, càng thêm tồi tệ từ khi chiến sự Israel-Hamas nổ ra. Tel Aviv cáo buộc Al-Awa thúc đẩy tâm lý bài Israel, nhưng cơ quan này bác bỏ. Giới chức Israel cũng nhiều lần kêu gọi giải tán Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine. Liên Hợp Quốc hồi tháng 8 thông báo xác định 9 nhân viên Cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine có thể liên quan vụ tấn công của Hamas và đã sa thải họ. Hamas tiết lộ bước đi tiếp theo sau khi thủ lĩnh bị hạ sát. Quan chức Hamas nêu ra hướng đi kế tiếp của nhóm vũ trang người Palestine sau khi các thủ lĩnh liên tiếp bị Israel hạ sát trong những tháng qua. Hamas tuyên bố nhóm này có khả năng thay thế các thủ lĩnh bị hạ sát và những vụ việc như vậy sẽ chỉ khiến nhóm trở nên mạnh mẽ hơn. Tuần trước, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo rằng thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong một chiến dịch tấn công gần thành phố Rafah ở phía nam. Ông Sinwar được coi là một trong những người lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào khu vực do Israel kiểm soát, làm 1.200 người chết, 250 người bị bắt làm con tin. Hamas trong thời gian qua liên tiếp mất đi các lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, người phát ngôn của Hamas Wassim Nem khẳng định rằng chiến lược của họ vẫn không bị gián đoạn. Người phát ngôn nói, chắc chắn việc mất đi một nhà lãnh đạo như Yahya Sinwar là mất mát to lớn đối với chúng tôi trong phong trào Hamas, đối với người dân Palestine, thậm chí đối với quốc gia Ả Rập và những người dân tự do trên thế giới. Ông tuyên bố, nhưng Hamas là một phong trào lớn, một phong trào kháng chiến và chiến lược của phong trào này không dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của một người, mà là một chiến lược tập thể được hàng triệu người Palestine thực hiện. Khẳng định dù mất mát lớn, nhưng Hamas vẫn sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh.
Trong khi Israel tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 17.000 thành viên Hamas trong cuộc chiến hơn một năm qua, ông Nem cho biết nhóm này vẫn duy trì được cơ sở đáng kể ở cả Gaza, bờ Tây cũng như bên ngoài lãnh thổ Palestine và có đầy đủ các nhà lãnh đạo có khả năng tiếp tục con đường này. Ông cho hay Hamas đã từng mất đi các thủ lĩnh và chỉ huy trong các vụ tấn công của Israel năm 2002 và 2004, nhưng nhóm này vẫn không dừng lại mà còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Trước đó, sau khi thông tin ông Sinwar thiệt mạng được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là bắt đầu của sự kết thúc cuộc chiến ở Gaza. Theo ông, việc Hamas mất lãnh đạo cho thấy trục kháng chiến mà Israel lập ra ở khu vực đang sụp đổ. Ông Netanyahu đã tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi Hamas bị xóa sổ và diễn biến ở Gaza không còn có thể gây ra mối đe dọa cho Israel trong tương lai và tất cả các con tin đều được trả tự do. Hamas vẫn chưa có dấu hiệu đồng ý với những điều kiện trên, khiến xung đột vẫn chưa thể khép lại. Gần 42.800 người đã thiệt mạng ở Gaza sau hơn một năm nổ ra xung đột, phần lớn là dân thường. Bộ trưởng Quốc phòng Israel thông báo về kế hoạch tấn công Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định Tel Aviv vẫn giữ kế hoạch đáp trả vụ tấn công tên lửa hôm 11 tháng 10 của Iran. Phát biểu tại chuyến thăm căn cứ không quân Hazarim ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, sau khi chúng ta tấn công Iran, mọi người sẽ hiểu những gì các bạn đã làm trong quá trình chuẩn bị và huấn luyện. Ông nhấn mạnh thêm, tất cả những ai một năm trước mơ đánh bại và tấn công chúng ta đều phải trả giá đắt và không còn dám mơ đến điều đó nữa. Bộ trưởng Gallant sau đó cũng bình luận trên tài khoản xã hội X, bất kỳ đối thủ nào tìm cách gây tổn hại cho Israel đều sẽ phải trả giá đắt. Đêm 1 tháng 10, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho hàng loạt chỉ huy cấp cao của Hamas, Hezbollah. Tel Aviv tuyên bố sẽ đáp trả bất ngờ và chết chóc vụ tấn công của Tehran. Israel đã tổ chức một số cuộc tập trận lớn mô phỏng các đòn tập kích tầm xa vào Iran trong những năm qua để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể xảy ra với Tehran. Phạm vi danh sách mục tiêu của Israel là chủ đề các cuộc trao đổi kéo dài giữa giới lãnh đạo Israel và Mỹ. Washington kêu gọi Tel Aviv không tấn công cơ sở hạ tầng ngành dầu mỏ hoặc chương trình hạt nhân Iran do lo ngại một chu kỳ leo thang, đặc biệt là trong hai tuần cuối trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuần trước, một tài liệu được cho là của Ngũ Giác Đài bất ngờ bị rò rỉ trên mạng cho thấy Israel đang thực hiện các bước chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Iran với sự tham gia của cả tên lửa và máy bay không người lái. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.